Nhìn lại một lượt hội tứ hoàng của VCS 2023, có thể thấy thế lực của họ hầu hết đều đã bị suy giảm ít nhiều. GAM có một sự thay đổi rất nhiều và chúng ta vẫn chưa biết được thực sự sức mạnh của họ đang ở đâu. Một trong những sự khó khăn nhất của mình đấy là mình chuyển nhượng trong cái đợt vừa rồi mà không có một huấn luyện viên nào để cạnh cả. Nhìn vào những cái tên trong đội hình của GAM ở VCS mùa xuân 2024, không nhiều người tin tưởng rằng nhà đương kim vô địch sẽ tiếp tục duy trì được bộ mặt áp đảo, hủy diệt như những mùa giải trước đó. Cái đó là thật sự là làm cho anh bị nhức hết cái đầu nha. Thật sự là lúc đó anh muốn chửi Izumi, what are you doing? Chung quy lại, GAM chắc chắn đã yếu đi rất nhiều so với mùa giải trước. Cố GAM đã bất diệt. Đội hình cố GAM còn là thay đổi, nhưng DNA của nhà địch thì không. Mùa giải mới là một thử thách mới, nhưng cùng nhau đôi cánh GAM sẽ lại bay cao. Nếu như VCS cần một kẻ phản diện thống trị tất cả, thì GAM sẽ luôn sẵn sàng. What's up, GAM fam? We're back for another season of GAM Life. That's right, VCS 2024 Spring Edition. It's me, TK, and I'm really happy to be back here. And as always, you guys know what time it is. GAM time, let's go. Thì, you know, đương nhiên là nếu mọi người nhìn về cái đội mình có trong cái thế giới ấy, thì đó là một cái like dream team của VCS. You know, anh rất là vui mà rất là tự hào về Izumin để sắp xếp một cái đội như vậy, right? Thì lúc đó là you know, mình cũng trải qua nhiều cái khó khăn cùng nhau, you know, lúc mà bên Hàn Quốc thì giống nó là một cái you know, một cái journey dài lắm, em hiểu không? Thì sau đây là cái mà anh tiếc là Cathy, bởi vì là giống anh cũng kể là Cathy là cũng là một người máy rất là quý, mà cũng là anh cùng với các bạn là cũng là gần 3 năm rồi. Đấy, anh cũng nhìn thấy Cathy phát triển rất là nhiều trong cái mùa vừa rồi, một cái cách nói chuyện, bởi vì là bây giờ bạn cũng đang tiến lên becoming một cái leader, you know, and anh cũng nhìn thấy cái cách bạn chơi từ MSI sang đến chung kết thế giới này, you know, bạn cũng phát triển rất là nhiều, thì anh cũng, you know, anh mong muốn lúc đó thì là bạn sẽ ở lại cùng mình, sẽ có ba người chính là ba cái cột chính của game là Levi, Kiaya and Cathy, right? Và đến lúc mà Cathy đi, anh bị bất ngờ, anh sẽ like, what? Lúc đó nó sẽ, Izumi, what are you doing, man? You know what I mean? Like, but you know, anh, mọi thứ nó, everything happens for a reason, right? So, you know, đó là chắc là cái mà anh cũng thấy tiếc ở lúc đó, là cái đội mà mình đang có trong cái thế giới mình không giữ lại. Để vì là ai cũng là một cái ngôi sao, và đó cũng làm cho mọi thứ khó, em hiểu không? Ai cũng là ngôi sao, ai cũng có một cái tôi của mình lớn, em hiểu không? Bây giờ làm sao để mình giữ lại đội, ai cũng hy sinh một chút để mình giữ lại cái team đó, để làm sao để mình phát triển thêm, để mình quay lại đi MSI, đi chung kết thế giới, đại diện cho VCS, đại diện cho Việt Nam, đó là cái mong muốn của anh. Cái đó là thật sự là làm cho anh bị nhức hết cái đầu nha. Thật sự là lúc đó anh muốn chửi Izumi, what are you doing? Tại vì là mọi người biết Cathy is an all-star. Cathy là một người mà cùng với anh 2-3 năm rồi, anh rất là quý Cathy. Một, bạn là người Nha Trang mà anh nhìn thấy bạn là phát triển rất là nhiều trong mấy cái mùa vừa rồi. Từ chung kết thế giới lúc mà mình đi New York lần đầu tiên, để anh biết là bạn bao nhiêu năm vô địch mà không có cơ hội để đi nước ngoài. Sau mình được đi nước ngoài, mình được đi New York cùng nhau, xong đi MSI ở bên Anh. Mà lúc đó là anh biết bạn cũng rất là buồn, bởi vì bạn thấy là bạn chưa đúng thừa hiện mình là ai. Xong ở trong chung kết thế giới năm nay ở Hàn Quốc thì anh thấy bạn chơi quá hay, thì lúc đó anh rất là tự hào. Thì anh cũng mong muốn là mình sẽ giữ lại cái đội hình đó, tại vì đó là một cái all star team của VCS mà anh thấy rất là tiếc mà bạn đi. Thì anh cũng gặp bạn, anh cũng nói bạn là bây giờ em cứ ở lại đi, mình sẽ cùng nhau. Mà anh cũng biết là ai cũng có một cái định hướng riêng, bạn cũng có lý do riêng, bạn cũng muốn phát triển, bạn cũng muốn phát triển become a leader, right? Thì là anh nhìn thấy bạn phát triển thì anh cũng vui, em hiểu không? But nó cũng khó để thay khác thì đâu có dễ đâu. Mà hên là Izumi cũng kiếm được một người để joining cái team của mình, thì anh cũng nhìn thấy cái cách team đang hoạt động, thì anh cũng thấy là cái teamwork nó cũng tốt. Đương nhiên là mình cũng khó để không so sánh được, you know. Hey Cathy, I still miss you, man. I miss you. But this year it's okay. We'll see you on the Rift.
GAM versus Viking. Bring it on, baby. Để nói về Slayer thì chắc chắn nó sẽ là một câu chuyện mà mọi người sẽ thấy là nó hơi, mà các bạn cũng bàn luận khá là nhiều, và nó cực kỳ gọi là nhạy cảm khi được nói ra trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì mình đang thấy là Slayer không có bất kỳ một đội nào, thì mình nghĩ là nó làm mình gọi là buồn nhiều hơn là mình cảm thấy kiểu như là vui hay là thỏa mãn gì đấy. Không, mình cảm thấy buồn bởi vì mình rất là muốn là các bạn ở trong GAM khi các bạn đi sang đội khác các bạn thành công, bởi vì điều đấy chứng tỏ là những cái gì mà ở GAM đang làm là nó đúng. Những cái tuyển thủ mà ở GAM đi tiếp tục sang các đội khác vẫn rất là mạnh, vẫn là trụ cột của các đội khác chẳng hạn, thì đó là cái điều mà mình nghĩ đến và cái điều mà mục tiêu mình muốn nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng ở trong cái trường hợp của Slayer thì một trong những cái yếu tố mình tiếc nhất đó là đối với mình á, là khi mình nhìn tất cả các bạn xạ thủ đều sẽ có một cái tính cách tương đối giống nhau. Nhiều khi anh em hay ngồi nói vui đấy là kiểu cái tính cách nó rất là hiếu thắng này, rồi muốn chiến thắng cực kỳ luôn, luôn muốn dồn tất cả các tài nguyên về mình, hay nói một cách khác là kiểu hơi ích kỷ một tí này, cái tôi cao này. Thì mình không chỉ nói riêng Slayer nhé, mình nghĩ là tất cả các bạn xạ thủ nói chung á đều có một cái tính cách như vậy để bạn ý hợp với vị trí xạ thủ, giống như kiểu tiền đạo trong bóng đá, nhưng phải có một chút xíu những cái sự điều chỉnh trong cái quá trình phát triển của sự nghiệp thì bạn mới có thể vươn tầm lên là lúc đấy bạn là xạ thủ hàng đầu, hay bạn chỉ là một xạ thủ tài năng bình thường mà thôi. Thì cái đó là cái mà mình nghĩ là các bạn xạ thủ cần phải sẽ phải suy nghĩ, là nhiều khi chỉ cần hạ được cái tôi của mình xuống một tí là sẽ rất là khác. Nói thật là Ballet là một cái trường hợp mà mình cũng cực kỳ tiếc. Mình nói ở đây không phải là vì bây giờ mình đã có, mình cũng không muốn làm buồn cho Elio hay sao đấy. Mình tiếc ở đây chỉ đơn giản là vì đầu tiên là bạn ý là một người nhân cách rất là tốt này. Bạn ý là một người mà chịu khó tập luyện, kiểm soát bản thân này. Nói chung là về thể trạng tất cả các thứ bạn ý đều rất là ok. Rồi về việc luyện tập, về việc đóng góp cho đội, về việc đem đến cái năng lượng cho đội ấy, bạn đều làm cực kỳ tốt. Nhưng mà cái mà mình đang cần ở đây ấy, đó là một cái cặp đôi thực sự có khả năng gắn kết và muốn tìm một cái xạ thủ hợp lý cho Palette. Tuy nhiên ở trong cái đợt vừa rồi thì hiện là mình đã tìm được một cặp đôi phù hợp hơn so với cái trường hợp là bây giờ mình tìm được một cái xạ thủ tốt cho Palette, thì cái điều đó khiến cho mình tiếc nhiều hơn. Thì có anh Levin Kia, đó là hai người là trụ cột của GAM, you know, thì là anh rất là tin tưởng mà có hai bạn đó. Đương nhiên là lúc mà mọi thứ đang thay đổi nhiều quá, anh cũng bị lo lắng là isn't what we're doing, và mình phải nhìn thấy cái cơ hội đó, mình học lại mấy cái mà mình đã cố gắng để xây dựng, mình tin tưởng về cái văn hóa mình đang xây dựng ở GAM trong cái 2-3 năm vừa rồi, thì là cái đó là anh rất là tự tin. Mà anh biết là ở đây là cái mà BOD của bên GAM nó cũng vẫn như vậy, mà bây giờ có một cái head coach vào nó sẽ là giúp cả team. Thì luôn luôn có Levi, luôn luôn có KI, anh rất là tự tin. Xin chào mọi người, mình tên thật là Đỗ Duy Khánh, nickname của mình là Levi, và mình là người đi rừng cũng như là đội trưởng của GAM từ mùa hè năm 2019 tới giờ. Xin chào mọi người, thì mình xin tự phép giới thiệu, mình là Kiaya, mình đang thi đấu cho đội tuyển GAM Sport vị trí đường trên. Thì tên thật đầy đủ của mình là Trần Duy Sang và mình sinh năm 2001. Bản thân mình từ ngay mùa giải đầu tiên mình về GAM, tức là mùa hè 2019, thì mình luôn cảm giác như là bản thân mình phải gánh một cái trọng trách, hay là mình phải cố gắng hết sức để làm gương cho các đàn em, tại vì từ đó thì mình đã là đội trưởng của GAM rồi, giống như là kiểu một cái vai trò khác hẳn với hồi 2017 á. Cho nên thì đây là một cái áp lực tới đó, giờ mình luôn phải cố gắng để mình cố gắng hết sức đóng góp nhiều nhất có thể cho team. Với việc mình cũng như là anh Khánh là một trong những yếu tố đá lại từ đầu đến giờ, từ gọi là từ lúc mà mới vào GAM, thì bản thân mình thì hiện tại cũng đang thấy cảm thấy hơi áp lực, tại vì dù sao thì bản thân mình cũng nhận thức và cũng biết được rằng là mình sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đội.
không phải là nhân tố quan trọng nhất, hoặc là có thể là người thứ hai sau cánh đi thì sẽ là nhân tố quan trọng, nên là cũng thấy hơi áp lực vì mình sẽ mang rất là nhiều trọng trách trên vai ở trong cái mùa này, nên là nhưng mà mình cũng sẽ coi như những cái điều đó như là sẽ là cái động lực của mình sẽ để mình cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn để mà dẫn dắt team, gọi là dẫn dắt những người mới, ba thành viên mới vô, chứ anh Khánh thì chắc là sẽ không cần. Cuối cùng thì em muốn đi về tóc đẹp trai hơn. I like it man. Sau này thì chắc là lúc nó mọc lên thì mong là sẽ giữ được nhiều. Sao con sẽ giúp tiếp. Từ tháng thứ 3 trở lên thì mới bắt đầu mọc, có nhiều người lâu thì tháng thứ 4. Từ trước đó thì sẽ dựng hết, xong rồi lúc này mới mọc. Cái quả các anh kia cũng chỉ cạo đầu thì cái quả nó sẽ lên. Sao nữa, nhiều tóc anh có mọc hay không thì anh có đẹp trai như mọc lên. Khó quá mà. Kia nha, ở mấy mùa gần đây thì thực sự khi mà nhìn qua em sang nhỏ kia nha thì đã thấy được cái sự trưởng thành trong lối chơi cũng như là cách suy nghĩ rồi. Và ở mùa thi đấu này thì có lẽ là Sang cũng sẽ cảm thấy như là bản thân mình có cái trách nhiệm nhiều hơn đối với team khi mà team đang thay máu một cách rất là lớn như thế. Và Sang nhỏ là một người gọi là ở với team lâu rồi, kỳ cựu cũng gọi là kỳ cựu của team rồi. Mình nghĩ là ở mùa này thì Sang sẽ hoàn thiện hơn nữa. Như bản thân mình cũng như Khánh đã thi đấu cũng rất là lâu rồi, từ đợt 2019 mùa hè tới bây giờ. Thì mình đánh giá là mình với Khánh là cặp đôi có thể gọi là cặp đôi đánh với nhau lâu thì cũng hiểu ý nhau và cũng hiểu tính nhau ở ngoài đời và hiểu tính ở trong game. Và nói chung là chung quy là cũng hiểu ý nhau rất là nhiều rồi, nhưng mà sẽ có vô lúc thì mình với Khánh cũng sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn và nó sẽ, nhưng mà nghĩ nó không có vấn đề quan trọng, tại vì mình với Khánh đôi khi sẽ theo mâu thuẫn sẽ xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà cũng hai người cũng giải quyết được với nhau rất là nhanh chóng, tại vì hai người thì cũng mình với Khánh thì cũng chắc gọi là hiểu biết nhau rồi, thì nói qua cái cũng sẽ biết mình đối phương mình nghĩ gì thôi. Mình nghĩ là một trong những cái vấn đề một câu hỏi được đặt ra khá lớn, đấy là lúc đầu là Achi liệu có đáp ứng được một cái yếu tố của anh TK hay không, đó là yếu tố về tiêu chuẩn. Thì đương nhiên là nếu như mình nhìn sơ qua mình chưa có thể có bất kỳ một cái gì đấy tiếp xúc để làm việc với nhau thì thì anh TK có những cái kỳ vọng khá là cao đó. Và cũng đã có rất là nhiều những cái cuộc gặp để có thể nói chuyện, để có thể chia sẻ, để xem là Achi suy nghĩ như thế nào rồi các thứ. Thì để có thể hai bên cùng đến một cái sự kỳ vọng với nhau thì mình cũng phải vừa nói chuyện với sếp của mình, cũng vừa nói chuyện với cả Achi ở phía bên ngoài để làm thế nào để cả hai bên đến với có một cái tiêu chuẩn, một cái hướng đến team của mình đến một cái đẳng cấp tốt nhất. Nghĩa là thường thì rõ ràng là mình thấy là Achi tập trung vào chủ yếu là về in game và dẫn dắt các bạn. Cái tiêu chuẩn về in game của Achi đương nhiên rất là cao rồi, nhưng mà về những cái yếu tố phía bên ngoài, ví dụ như là các bạn tác phong ra làm sao này, các bạn lời nói các bạn như thế nào này, hay là các bạn sinh hoạt xung quanh ở trong gaming house các bạn có sạch sẽ hay không, rồi về cái việc mà tập thể dục thể thao các thứ thì liệu các bạn có đảm bảo một tiêu chuẩn mà Gam đang đề ra hay không, thì đó là một cái mà mình và Achi cũng phải nói chuyện với nhau ở phía bên ngoài khá là nhiều lần. Nghĩa là mình cũng là người trực tiếp là đi ra ngoài ngồi uống cà phê với Achi khoảng 2-3 bữa để có thể cùng đi đến được một cái kế hoạch cơ bản cho Gam trong năm nay, và sau đó thì trình bày lại cho các sếp, và các sếp cũng đã quyết định Achi là huấn luyện viên của Gam. Hello mọi người, mình là Turo, hiện tại mình đang là huấn luyện viên đường dưới của Gam Esports. Hello mọi người, mình là Chiến, huấn luyện viên trưởng của Gam Esports. Mình là Hai, mình là trợ lý huấn luyện viên cũng như là phó tịch viên của Gam Esports. Chào mọi người, thì good news của anh là được tham gia vào một phần của Gam và giúp mọi người cùng đồng hành mọi người tiến lên. Đó là một cái thông tin của anh, hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ hỗ trợ nhau để cùng phát triển và tốt hơn. Yeah. Với lại có một pha mấy đứa dở là mấy đứa đang sửa giả đúng không? Cặp boss nó đi ngang mít á, sao không vòng ra ập đi? Mình hai thằng mình ập vô đánh hai thằng đó.
xong rồi tự nhiên cái mình thấy nó đi tà nó giống như là tung tăng vậy. Tự nhiên cái mình không ập vô mình quýnh nó, mình để nó kéo mình luôn. Pha đó mình ập ra là nó chết 2 mít rồi. Xuất thân từ Boba Green thì anh nghĩ là Gam càng ngày càng gọi là phát triển và cũng như là đạt được những cái thành tích mà từ đầu đầu tiên nó đặt ra, thì anh nghĩ là cả một quá trình Gam rất là phát triển rất là lớn. Nói về áp lực thì anh nghĩ là thứ nhất là Gam là một đội tuyển giàu truyền thống với những chức vô địch, thì đó là cái thành tích là cái mà khiến anh áp lực nhất. Và không kém cũng là huấn luyện một cái lớp trẻ mới và cũng đào tạo và huấn luyện, thì cái, những cái đó là hai yếu tố làm anh cảm thấy rất là áp lực. Anh nghĩ là đã là bao gam thì mục tiêu phải là vô địch thôi. Thông báo ở đây cho các bạn trước để các bạn làm. Nói chung nghĩ từ ngày mai đến ngày 14 là mình tập trung lại. Em sao lâu Tết? 14 là ngày 14 là ngày mấy Tết? Mùng mấy Tết? Là mùng 5 Tết. Mùng 5 Tết mình tập trung lại và lên gym tập trung lại. Thì mình tập trung thôi, mình chưa có chen, ngày hôm sau mình sẽ chen. Đó, vậy thôi. Nói chung vai trò của mình trong đội là theo dõi cũng như là checking những cái thông số của đối phương cũng như là của chính đội tuyển của mình trong luyện tập cũng như thi đấu. Nói chung đa số là làm về những cái số liệu thông số nhiều hơn. Thì bản thân mình suy nghĩ là cái xuất phát điểm của mình nó không phải là một cái bất lợi, mà nó còn ngược lại, nó còn bổ sung cho cái công việc hiện tại của mình. Khi mà mình đã bắt đầu công việc trong eSports này rất là sớm, khi mà trải qua cùng với rất là nhiều đội tuyển từ thời EVOS, SPDC hay là hiện tại là GAM. Thì như đã chia sẻ về tính chất công việc cũng như trách nhiệm của mình trong đội là giúp đỡ các tuyển thủ cũng như là huấn luyện viên trưởng, thì mình nghĩ đối với xuất phát điểm của mình thì mình có cơ hội được làm việc với rất là nhiều huấn luyện viên giỏi cũng như là các tuyển thủ giỏi, thông qua đó giúp mình bổ sung được kiến thức, tích lũy được kinh nghiệm để mình có cơ hội cũng như khả năng làm việc và giúp đỡ cho GAM ở thời điểm hiện tại. Thì mình vẫn giữ cái nhiệt độ đó để mình đánh. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu như mà tính vào phần in game nhé, về gọi là chuyên sâu trong in game á, thì một trong những thứ khó khăn nhất để các bạn làm đó là làm thế nào để có thể điều khiển được đường dưới. Cái trục một trong những cái trục lên khó nhất á, đó là đường dưới. Đối với mình nghĩ nhá, là như vậy. Thì đương nhiên là cái core của game nó vẫn sẽ là mid rừng. Nhưng mà các bạn có thể thấy là bây giờ bất kỳ một giao tranh nào, các thứ mà cái đường dưới có thể có được lợi thế hơn một xíu sẽ đều đem đến cho team rất rất nhiều lợi thế. Nếu như ở trong giao tranh đánh con sâu đầu tiên đi, hỗ trợ di chuyển được ra là team đó có lợi thế. Nếu như ở trong cái giao tranh ở rồng, đường dưới nào mạnh hơn thì cái pha giao tranh đó sẽ có lợi thế. Và lên sứ giả cũng tương tự như vậy, nếu như kéo được một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ mạnh đi lên để đánh nhau ở chỗ đoạn sứ giả đó thì cái đội đó cũng sẽ có lợi thế. Thế nên là cái việc điều khiển way, điều khiển kèo, lựa chọn cái kèo tướng. Thì công việc của mình hàng ngày là mình theo dõi cặp bot của game, mình theo dõi về chaining cũng như là trạng thái của hai bạn như thế nào, và mình trong phần ban bích thì mình cũng có thể là đóng góp những kèo tướng cho hai bạn bot để đảm bảo cho một cái kèo tướng mà mình tin là mình sẽ làm tốt. Còn đối với tiềm năng của Bicero thì đối với những tuyển thủ trẻ thì mình thấy luôn luôn là có một cái tiềm năng rất là cao, quan trọng là có người dẫn dắt và cái tuyển thủ đó có hòa nhập với lại là mở lòng nhiều hơn để tiếp thu những kiến thức mới. Để có thể đảm bảo được cho Bicero và Elio thì ngay từ đầu á, khi mình tuyển các bạn thì mình cũng đã nói với các bạn là chắc chắn là anh chưa biết là cái về cái trình độ của em ra làm sao ở phía bên trong, nhưng mà chắc chắn là bọn anh sẽ có một huấn luyện viên ở khu vực đường dưới. Không phải là vì bọn em đánh kém hay sao cả, mà là vì GAM luôn luôn có yêu cầu rất là cao và GAM thấy rằng đây là một trong những cái khu vực quan trọng nhất, trọng điểm nhất để có thể phát triển đội hình. Bởi vì tất cả những, thật ra một phần là vì những cái phần kia là mình đều đã cứng rồi. Và bọn em cũng đừng nghĩ vì thế là cả đội focus vào bọn em quá, tập trung bọn em quá, nghĩ là bọn em kém. Không, chỉ đơn giản là muốn phát triển bọn em thêm nữa để có thể lên một cái tiêu chuẩn cao hơn. Thật ra thì với cái bộ khung ban huấn luyện này thì tụi mình chỉ mới làm việc với nhau được tầm 2 tháng.
thì mình nghĩ là còn rất nhiều cái để mà trao dồi cũng như là tâm sự với nhau để hiểu rõ về nhau, để cùng nhau phát triển. Thì mình nghĩ hiện tại thì tụi mình cần thời gian nhiều hơn để biết rõ đối phương muốn gì hoặc là bản thân mình muốn gì. Mình nghĩ thì hiện tại thì Gam đang có kết quả tốt, thì một phần cũng do là các bạn tuyển thủ đánh rất là tốt, và cũng là ban huấn luyện đã chuẩn bị một cái gọi là một cái hành trang để cho các bạn vào thi đấu nó tự tin hơn, nó tỏa sáng hơn. Ở trong cái giai đoạn đầu mùa vừa rồi thì nó sẽ có hai khó khăn chính của Gam. Khó khăn thứ nhất là đội phải đi từ chung kết thế giới về, nghĩa là mình phải từ khoảng thời gian chuẩn bị này và xong chung kết thế giới là khoảng 1 tháng, thì tất cả các đội khác ở nhà thì họ đã có cái khoảng thời gian để họ chuẩn bị, họ chuyển nhượng với nhau và họ sắp xếp được những cái nhân sự có thể gọi là tốt cho họ ở trong cái thời gian đó rồi. Thì khi mà mình về thì chắc chắn là cái khoảng thời gian nó sẽ ngắn hơn so với mọi người. Cái thứ hai nữa đó là một trong những sự khó khăn nhất của mình, đấy là mình chuyển nhượng trong cái đợt vừa rồi mà không có một huấn luyện viên nào ở bên cạnh cả. Thì bình thường á, thì cái cách làm việc của mình đó là mình sẽ có những cái sự họp team này, rồi feedback với cả các bạn huấn luyện viên, rồi cả các bạn tuyển thủ, để xem là tuyển thủ nào là mình nên sẽ là giữ lại, tuyển thủ nào thì sẽ không hợp tác nữa, rồi mình sẽ đi tìm tuyển thủ nào như thế nào đó. Thì ở trong đợt vừa rồi thì nó sẽ rất là khó khăn, nó hầu như chỉ là mình rồi Levi với cả bên Kiaya là những người mà cùng nhau gọi là lựa chọn thôi. Thì đương nhiên là các bạn có thể đặt ra một câu hỏi ngược lại là tại sao không tuyển huấn luyện viên luôn, tuyển huấn luyện viên trước để có thể có được một cái sự lựa chọn tiếp theo. Thì như mình đã vừa mới nói đó là đâu có thời gian đâu có cho phép đâu, nếu như mình mà trượt tay một cái thôi thì những cái bạn tuyển thủ mà rất là tiềm năng ở trên thị trường hoàn toàn có thể vụt mất sang một đội khác. Thì nhiều khi phải nhanh tay và trước khi cả huấn luyện viên về, thì đó là một trong những cái kỳ chuyển nhượng mà mình nghĩ là trong suốt khoảng thời gian mình làm ở Gam thì đây là kỳ chuyển nhượng nó căng thẳng nhất. Các bạn tới nhé. Chào mọi người. Tôi nói chung là cái buổi hôm nay thì mình đang có một buổi mà mọi người tập trung lại, thì như vậy đó là cái mục tiêu chính của mọi người ở đây, đấy là đang biết là mọi người đang cái tiêu chuẩn của đội đang là như thế nào, cái ngưỡng của cái gọi là đội lần trào của anh đang đi đây thì theo tất cả các bạn để không buồn với. Thì theo một cái văn hóa của Gam thì mình sẽ có một cái chia sẻ good news trong cái đầu tuần đó, là ví dụ như anh vừa mới chia sẻ là good news của anh là hiện tại thì vợ anh cũng đang có bầu được hơn 1 tháng rồi, thì cũng anh sẽ thì có là đó là công chúa đấy, để chia sẻ với mọi người. Thế bây giờ nghe một cái chuyện vui của em trong gần đây là gì? That's good. That's good news, right? Yeah, good. Welcome to game. Xin chào mọi người, mình là Play, tuyển thủ đường dựa của Gam Esports. Tên là Đỗ Linh Sang, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1999. Mình tên là Lê Bích Huy. Mình sinh ngày 28 tháng 9 2003. Xin chào tất cả các bạn, mình là Imo. Họ tên thật của mình là Nguyễn Thái Vinh, mình là người chơi đường giữa của Gam. Mình sinh ngày 15 tháng 7 2005. Xin chào các bạn, mình là Elo, mình là tuyển thủ hỗ trợ của Gam. Tên thật của mình là Phạm Thạch Nhân Băng, mình sinh ngày 7 tháng 1 năm 2000. Cảm xúc thì nghe lúc đầu thì mình cũng cảm thấy là khá là hào hứng, với kiểu mình cũng muốn được thử thách bản thân, kiểu muốn được phát triển trong môi trường tốt hơn. Khi có cơ hội trở lại Gam một lần nữa thì mình cảm thấy rất là vui, vì đây là sẽ là lần mình sẽ chứng tỏ bản thân của mình khi trở lại đội hình của Gam. Việc quay trở lại Gam lần này mình cảm thấy muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn sau khi mình gia nhập Gam. Về các cá nhân mới thì ở thời điểm trước thì các em đều ở những cái team khác, mà những cái team mình có lẽ là khi các em mới vào Gam thì các em sẽ cảm nhận được một cái áp lực rất là lớn khi ở Gam, và cảm nhận được là mình phải có áp lực chiến thắng đến nhường nào, và kiểu nó lớn hơn những cái team trước giờ mà các em đã từng gặp. Thì
mình cảm thấy như là các thành viên mới thích nghi khá tốt và các em cũng đang dần dần có được cái một cái bản lĩnh lớn hơn, một cái sự tự tin nhiều hơn, kiểu như là khoác lên mình màu áo của một đội tuyển đương kim vô địch. Đối với anh nghĩ là với bốn người mới đi có thể vào đây thì sẽ có cái cảm giác mày nói rồi, tức là cảm giác hiện tại của mình là cảm giác mình thắng liên tục, chứ một tâm lý rất là thoải mái. Anh biết là những team trước của bọn em thì sẽ có lúc thắng lúc thua, nói chung thì có thể là mình sẽ đánh giá được một cái tâm thế khá là căng thẳng, nhưng mà lúc đầu thì mình căng thẳng lắm, lúc đầu mình mới vô team và thấy mấy người mới là bị xấy cho dư người luôn, cho nên là mình sẽ coi như đây là những cái phần thưởng mà mình cho cái công sức của mình bỏ ra, cho cái nỗ lực mình tập luyện, hay cho cái tâm lý mình bị dồn ép những cái lúc mà mình luyện tập ra, mình chịu đựng ra, bây giờ mình được báo đáp bằng cái phần thưởng là mình đang thắng không, nhưng mà đấy không là mình kiểu chiêu chiêu á, mình đi nghỉ Tết với cái trạng thái vui vui á. Với cả sau khi nghỉ Tết thì anh muốn kiểu bọn em nên lấy cái này là động lực, tại vì có thể là mình sẽ chưa bao giờ có cái cảm giác là mình có mắt nhìn bằng cái bàn mình thấy thoải mái như này, thì mình rất lấy đó là cái động lực, thì đây là trận đầu tiên này. Nó kiểu như là mấy trận này nó không quan trọng nhiều như là mình đang nghĩ á. Mình win đúng, mình rất là vui, nhưng mà kiểu cái trận đường sau lại trận đường quan trọng, sau khi nghỉ Tết sau lúc đấy mình sẽ đánh liền, và những lúc đấy là những lúc mà mình kiểu cần sự tập trung nhiều hơn. Ngoài ra cũng sẽ có rất nhiều những cái liên quan đến ví dụ như là các cái hành động làm cùng nhau, các cái nghi thức làm với nhau, ví dụ như là game một hai ba game, một hai ba game hay là hand sign, thì cái đấy nó đang là một cái vừa là biểu tượng vừa là cái văn hóa của mình. Thì cái này là mình đang xây dựng một cách có chủ đích, nên nói chung là văn hóa thì nó là rất là những cái hành vi, niềm tin hay là giá trị tất cả mọi người cùng cái nhóm chung với nhau á. Thì cái này mình muốn tạo ra một cái sự chủ đích để có một cái văn hóa hướng tới một cái mục tiêu mà mình đang đề ra. Thì tiêu chuẩn ở đây thì kênh cũng nói rồi, thì một trong cái tiêu chuẩn của mình là chăm chỉ, và cái thứ hai là chuyên nghiệp, luôn luôn cố gắng đến sớm. Dạ hôm nay là ok không sao. Và cái tiếp theo là luôn luôn có suy nghĩ để có thể cải thiện phát triển bản thân mình liên tục. Cái thứ tư là luôn luôn phải giao tiếp được với nhau, nghĩa là phải cởi mở giao tiếp, không có giữ ở trong lòng, cái đấy là cái quan trọng nhất đã. Và cuối cùng thì là có tinh thần trách nhiệm, là biết cái trách nhiệm của mình là gì và luôn luôn cố gắng làm cái điều mình đã cam kết, đấy người ta gọi trách nhiệm. Thầy ca thì mình không có bị áp lực về cái việc là ở đây program, mình chỉ áp lực là mình đánh người, đặc biệt ban huấn luyện ở trên cũng đã quyết định chọn mình, thì mình cũng biết được cái sự áp lực mọi người kỳ vọng của mình thế nào, thì mình cũng hiểu rõ điều đó, mình cố gắng hơn trong những buổi luyện tập để có thể đạt được các kỳ vọng của bản thân và ban huấn luyện. Vai trò thì mình vô game thì mình sẽ có một áp lực kiểu mình phải vô địch, nên là mình sẽ có vai trò kiểu phải hoàn thành vai trò của mình tốt hơn ở những đội tuyển trước. Ở MB thì là một đội tuyển không có quá nhiều thành tích cao, nên là cả đội làm việc với nhau cũng khá là thoải mái, nhưng mà khi mà sang game thì đã là một đội tuyển đã từng vô địch trước đó rất là nhiều lần, nên là mỗi người đều có áp lực của bản thân để cố gắng phát triển. Khi mà vào game thì ở đây mình thấy ai cũng tốt, cả từ các tuyển thủ cho đến ban huấn luyện thì đều khá là đoàn kết với nhau, lại kiểu làm việc khá là chuyên nghiệp. Về việc phần call và timing spell thì đó là trách nhiệm của một người hỗ trợ. Và khi mình ở đội tuyển game thì mình sẽ nhẹ việc hơn khi ở những đội tuyển trước, do mình có anh Khánh lo về phần đầu game và giữ game cho tụi mình. Khánh cũng khá là tốt, nhưng mà còn thiếu mấy cái cũng chưa cho 100% á, nên mình đối với mẹ khá là tốt. Thì dần dần tốt hơn, tại vì lúc mới đầu thì bập bềnh mà, giờ thì cũng mở lòng hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn. Khi mà mình ngồi sau anh Khánh và anh Play thì mình cũng có học hỏi được khá là nhiều. Những việc đó thì nó giúp cho mình cải thiện được về tư duy chơi game và kỹ năng của các bạn. Nghĩa là khi mà mình vô địch đến 5 lần
đối với bản thân mình là mình vô địch 5 lần ở cái vị trí quản lý, thì cái thật sự là cái niềm vui khi mà vô địch đối với mình ấy, nó cũng đã bị giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà mình có một cái thứ nó gọi là đáng sợ hơn so với cả niềm vui, đó là cái nỗi sợ hãi. Là mình rất sợ thua, mình rất là sợ nhìn thấy cái cảnh đội mình không thắng được, hay là mình sợ cái viễn cảnh là cái di sản của Gam sẽ bị một phần ở đấy kiểu như là kiểu hủy hoại trong tay của mình. Mình sẽ dùng những cái từ nó rất là tiêu cực, là mình rất sợ những cái khoảnh khắc như thế. Thế nên mình sẽ phải cố gắng liên tục là tìm cách để có thể lựa chọn được những cái hướng đi tốt nhất cho đội ở trong năm 2024. Và mình mong rằng và mình quyết tâm cùng với cả đội rằng sẽ có được cái chức vô địch thứ 10 trong năm nay, để có thể kỷ niệm 10 năm của đội. Nếu như có một chức vô địch thứ 10 thì nó sẽ cực kỳ ý nghĩa. Và mình cũng muốn đạt được một cái điều đó là chưa đội nào làm được, đó là ít nhất phải vào được vòng knockout của các giải đấu quốc tế, nghĩa là top 8 của MSI và top 8 của chung kết thế giới. Đây là một điều càng về sau á thì nó càng khó, nhưng đấy là mục tiêu của đội. Hiện tại năm đương nhiên là cũng mình cũng là mới, và anh nhìn thấy là giống team giống Viking này sọ cũng vào để cũng đóng góp thêm cho VCS sẽ thấy rất là tốt. Nó sẽ làm cái cạnh tranh của VCS của mọi người sẽ phát triển nhiều hơn. Thì anh cũng mong muốn là cũng có mấy bạn trẻ anh có cơ hội phát triển, để giống với team của mình bây giờ có hai bạn trẻ. Lacey cũng không phải là trẻ bệnh nó cũng là quay lại, thì mình cũng có một cái team mới. Thì anh thấy là cái cạnh tranh ở VCS năm nay thì you know cho game thì you know we'll see what happens, but you know anh mong muốn là cái cạnh tranh nó sẽ nhiều hơn để mọi người cùng nhau phát triển lên. Cái tên thì chắc là vô địch VCS trước, rồi mới tính tới là top 8 em mới ra. Chung kết thế giới mình chưa nghĩ tới, tại vì mình chỉ muốn làm hoàn thành những cái mục tiêu trước mắt thôi. Tham vọng của mình trong tương lai thì chắc là mình muốn trở thành người đi đường giữa số 1 của Việt Nam. Tại thế giới thì chắc là sẽ cố gắng thể hiện thật là tốt để cho các fan của Gam có thể. So với việc vào 2 năm trước thì nếu mà lần này có cơ hội ở trong thế giới thì em sẽ như là lần trải nghiệm đầu tiên em ngồi trên sân khấu thế giới, và em sẽ giúp đội tuyển mình đi xa nhất có thể. Mình cố gắng thích một tiếng càng cao càng tốt. Nhưng mà có cái pha mà lúc nó bắt mình đây mình rời sớm nha, chỗ này nè. Với lại có cái pha ở mít á, cái pha mít mình chết là bà Lay nên nhảy luôn á, kiểu không có ai che thì nên nhảy luôn nha. Đó nè. Lúc này nghe con tiếng kêu. Bị chói nè, xong rồi chết luôn á. Thì đứng không. Mình nói chung là cái vị trí mình á, khi mà Levi kêu là đam chủ đúng không? Mình sẽ nhìn cái vị trí của mình có ổn không? Mình không nhất đó lúc đó đợi là mình phải lui về liền, hoặc là hai con tặc mình phải đứng trước, nó đang hai tăng mình chả đam. Cái mục tiêu của mình cùng Gam ở mùa này so với những mùa trước thì nó vẫn sẽ không thay đổi. Nó vẫn sẽ là đầu tiên sẽ là vô địch VCS và sẽ tiến sâu hơn ở những cái giải đấu quốc tế. Nó vẫn sẽ là vào được vòng trong của MSI vào trong cái thế giới. Trong năm 2021 này thì bản thân mình cũng như các đội sẽ đặt mục tiêu là luôn luôn là sẽ là mục tiêu vô địch ở VCS và được ra thế giới, được thi đấu ở giải quốc tế một lần nữa. Không phải một lần nữa mà có thể là hai lần, tại trong này là sẽ năm mà em nay với em chung kết giới, và năm nào thì bản thân mình cũng sẽ đặt ra mục tiêu là mình sẽ vô địch và đi quốc tế đánh không, nên là mình sẽ cố gắng sức và nỗ lực hết mình để mà mang thành tích tốt gọi là tốt nhất về cho đội tuyển của mình. Thì bản thân mình thì trong năm nay sẽ gặp rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là mình sẽ là người sẽ gọi là có trụ cột đi trong team, hay là người nhân tố quan trọng nhất trong team, nên là mình cũng thấy rất là áp lực, nhưng mà mình sẽ cố gắng sức và mình sẽ coi như là động lực của mình để mình cố gắng. Anh nghĩ nói về một cái đội tuyển mà anh muốn đánh bại thì anh chỉ muốn bản thân Gam hiện tại giàu thành tích hơn những cái lần mà Gam trong quá khứ thôi. Đó là cái mong muốn nhất của anh. Tụi mình sẽ cố gắng luyện tập và cải thiện tốt trong thời gian sắp tới, và hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng với Gam Esports. Tụi mình sẽ cố gắng mang lại những
những cái trình diễn tốt hơn và những cái điểm sáng để cho các bạn có thể là tự hào khi là một fan Gram. Thì bản thân mình thì chắc mình sẽ cố gắng hết sức để Gram có thể kéo dài cái truyền thống vô địch của mình trong suốt cả một năm 2024 sắp tới. Mong các bạn sẽ ủng hộ Gram nói chung cũng như là ba huấn luyện viên ở đây. Bye bye. Game fam. Đầu tiên là TK cũng muốn nói cảm ơn mọi người để luôn luôn ủng hộ Game. Mà anh cũng biết là đầu mùa mọi người cũng rất là lo lắng. Anh cũng vậy. Đấy, anh cũng rất muốn đuổi Izumin đi luôn á. Và đương nhiên là sau đây là lúc mình có một người head coach giống Archie, một người huyền thoại của Game và VCS là quay lại để become một cái người leader để hỗ trợ đội của mình, để đội của mình phát triển cùng nhau á. Thì anh rất là vui. Mà rất là tự hào về cái việc đó. Đương nhiên là cái mình cũng có ba bạn mới thì cả cái team của mình nó thay đổi hết. Bởi cái đó cũng là cái cơ hội của mình để làm sao để mình học lại mấy cái mà maybe mình chưa làm tốt quá, và mấy cái mà mình đang hướng để mình làm sao để cái bộ máy của mình nó tốt lên, để làm sao để cái văn hóa của Game nó luôn luôn ở đây, một cái championship DNA, a world class team. Thì anh cũng mong muốn các em sẽ luôn luôn ủng hộ Game, luôn luôn ủng hộ cả team. Ở trong cái mùa này mà anh mong muốn là năm nay là năm thứ 10 của mình sẽ thắng được the 10th championship for Gam baby, and let Archie, cho Archie làm sao để Archie sẽ đi là cái người đầu tiên, là không phải là chỉ là player winning the VCS but also as a head coach. So let's celebrate, let's keep winning. And as always, you know what time it is? It's Gam time, baby. Let's go.